Cô chú, đầu xuân năm sớm, chúc cô chú nhiều sức khỏe nha. Mở hàng chưa chú? Mở hàng rồi, để cháu ít chổi chít để về cháu lót tổ cho chim. Cái chổi chít ấy. Vâng. 1 cân 1 cân 2. 2. Ồ, những cái tổ kia mà mình quấn khéo thế mà sau cái tổ này mình quấn kiểu gì mà nó cứ bồng bềnh. Vậy là xong rồi. Mình chào tất cả các bạn. Thế là mùa chim sinh sản cũng đã tới rồi và những con chim của mình nó đang tích cực làm tổ. Nhưng mà mình kiểm tra ra thì những chiếc tổ chim của mình là nó còn thiếu rất nhiều những cái cây chổi chít này. Thì hôm nay mình phải vội vàng đi mua thêm một ít chổi chít về để mà lắp thêm vào những trong chiếc tổ này. Để con nào mà nó có thể đẻ sớm thì là nó sẽ đẻ vào cái dịp này. Điển hình như là ở đây của mình này, có một cái đôi chim này. Lúc nãy là nó cũng đã cảm giác rồi, nhưng mà cái rác bên dưới ấy, là nó không làm tổ được bởi vì bên dưới của mình là cái lá thông kìa. Đấy, đây toàn bộ là lá thông. Còn thì mình mua hôm nay là mua cái chổi chít. Cái chổi chít nó mới là cái vật liệu chính thức để cho những con chà mào của mình nó quấn tổ. Thì là nó mới lại dễ làm và nó êm, nó đẹp nữa. Còn ở bên này, ngày kia là cái tổ chim của mình ở bên này nó lở rồi. Thì hôm nay mình phải chuẩn bị cho nó một cái khay sâu. Còn dế thì hôm nào nó đẻ xong rồi sau, nó lở xong rồi sau mình chuẩn bị dế cho nó sau. Mình phải chuẩn bị cho nó cái khay sâu trước đã. Đâu những cái tổ nào? À đây, cái tổ này này. Đấy, lúc mà mình ở bên ngoài thì nó đang ấp, nhưng mà khi mình vào đây thì là nó chạy ra rồi. Cái tổ lò đây, tạm thời là mình sẽ không tới gần nhá, bởi vì là nó đang ấp ấy thì là mình sẽ không vào nữa. Chỉ ngày kia là nó nở thôi, thì lúc đó nó lở rồi mình vào quay cho bạn xem thoải mái. Đấy, bố mẹ nó đây này. Đấy, một đôi chà mào bạch của mình. Bây giờ thì là mình nhanh chóng nhá để kiếm cho nó một ít cái sâu quy cho hẳn vào một cái khay to. Để ví dụ như là nó có lở sớm hơn dự kiến ấy thì là nó còn có sâu để mà nó bón cho con chim non của nó. Đấy. Hoa quả thì lúc nào mình đầy đủ. Tha hồ ăn ngay. Rồi cám này vào nữa. Giờ ok. Rồi ra đi, ra đi. Đấy. Vừa cho ít rác vào trong tổ chào mào thì mình ra kiểm tra đàn lợn. Mẹ bảo là Quế ơi, lợn của nhà mình hôm nay là có thể lấy được rồi. Thì con chuẩn bị xem lấy được lợn ở đâu thì con đi lấy giống đi. Thế nhưng mà cái giống lợn của mình ấy, mình lấy là phải lên tận Phú Thọ cơ. Ở Bắc Linh cũng có một cái cơ sở, thế nhưng mà cơ sở ở Bắc Linh thì người ta chưa làm việc Tết, phải đến tận mùng 10 cơ. Mà mùng 10 thì nó lại chậm mất cái việc lấy được lợn này cho mình. Cho nên là bây giờ khả năng mình phải chuẩn bị đồ đạc nhá, rồi là ra lấy xe để mà đi xe nhà lên trên Đoan Hùng Phú Thọ. Từ đây nhà mình ấy lên trên đấy là mất 135 cây số, thì mình phải đi mất 2 tiếng, cả đi cả về là mất 4 tiếng. Mình đi từ sáng cơ, thế nhưng mà sáng nay nhà mình thì khách khứa tới cũng đông. Mình dành thời gian buổi sáng để tiếp khách, cho nên là khách khứa tới thì mình muốn là bớt chút công việc của gia đình để mà đưa khách khứa đi chơi cho mọi người xem, rồi chỉ mọi người những chỗ này chỗ nọ. Đấy, bởi vì trước khi mùa chim sinh sản tới ấy, thì mọi người tới nhà mình đông thì mình muốn cho mọi người xem hết. Không tí nữa đến mùa chim sinh sản mà mình bận việc hoặc là mọi người không thể tới được thì lúc bây giờ nó lại khó cho cả mình và mọi người nữa, đúng không? Đấy, mình thì mình luôn muốn dành những quãng thời gian mà rảnh rỗi nhất của mình để tiếp khách. Bây giờ thì mọi người vào buổi chiều rồi, thế là mọi người cũng bận công bận việc hay sao thì tạm thời là chưa có ai tới nhà mình. Bây giờ là mình sẽ đi lấy thêm một chút đồ ăn cho con dê này này. Hôm nay dê của mình nó đang thiếu đồ ăn. Đây, mấy con dê nó đang hóng này. Nó xé rách lát hết cái bàn này của mình để nó ăn. Ghê gớm không? Đây, các bạn nhìn cái đỉnh nóc này. Có bao nhiêu dây bạc nó cắn đoàn hết. Vì là đợt này nó thiếu rau. Vừa rồi mưa mới lại rét này, rau cỏ ngoài đồng nó lên kém. Cho nên là nó ít rau. Mình sẽ đi kiếm nó ít đồ ăn, ăn sau đó về nhanh chóng để chuẩn bị lấy xe lên trên Đoan Hùng Phú Thọ luôn. Cú hôm nay không thả được nhá. Nó đòi thả đấy. Đây chính là cái cây sếu. Không biết ở quê các bạn có cái cây sếu này không. Thế nhưng ở quê mình rất là nhiều cái cây sếu này này. Cái cây này gọi là cái cây tuổi thơ của anh em mình. Ngày xưa lúc còn bé đi chăn trâu chăn bò ấy là hay vào vặt cái quả sếu này ăn này. Cái quả này ăn nó giòn, nó hơi chát chát, nhưng mà nếu mà đói ăn cũng được, ăn cả cái lá của nó. Nhưng mà nếu quả nó nhiều thì mình ăn quả cũng được. Đây mình ăn thử nhá. Đúng cái vị của ngày xưa, ăn nó chát chát. Buổi trưa mùa hè. Đấy, mùa hè bắt đầu đi chăn trâu chăn bò thế là tạt vào một cái vệ nào đó, kiếm cái cây sếu này ngồi ăn.
Thế là chỉ cần ăn lúc nào cảm thấy nó khé khé cổ quá thế là thôi. Đây, những cái chỗ này nó rất chi là nhiều cành nó chĩa xuống này. Nhưng mà muốn sai quả thì chúng ta lại phải tìm những cái cành ở bên trên cao ấy. Kiểu ở dưới thấp này là bò nó cũng với rồi. Cái lá này là dê ăn thích lắm này. Đấy, ăn chát nó kiểu như là lá mít ấy. Ở đây, đây cũng có mấy cây bé này. Cây bé này thì nó không có quả. Đây, mình vặt thêm một ít nữa. Các bạn nhìn này, đấy, dê nó thấy rau nó thích lắm. Hôm nay kiếm được ít thì ăn ít vậy. Mục đích mình nuôi dê ấy là để cho nó ăn cái cơm thừa canh cặn của nhà mình. Cho nên cái rau này chủ yếu là mình cho nó ăn một chút cho nó khỏi xuất ruột thôi. Chứ còn nếu mà để kiếm rau cho ăn hàng ngày thì sức đâu ấy. Mình nuôi hai con đà điểu độc lấy rau bèo cho nó ăn đã vất quá rồi. Cái bèo thì ra ngoài đồng kiếm rất dễ. Còn cành cây này mình còn phải trèo lên hái và vất. Đấy, nó ăn ghê chứ, nó xuất ruột mà. Ăn cơm mãi nó cũng chán, ăn cá mãi nó cũng chán. Ngon chưa? À, dê của mình nó lại sắp sửa đẻ rồi. Cái con này đang có bầu tiếp này các bạn này. Con này có bầu này. Cái con này cũng có bầu này. Ai da, sang năm mới này dê đẻ nhiều đấy. Còn này con dê con này á, vớ vẩn nó cũng có bầu lốt đấy. Thế mới nguy hiểm như này. Cái điệu ngủ chúng mày nhìn đẹp nhè. Thoải loài chân ra, sướng nhè. Mãn nguyện nhè. Túm chân. Ngã ra. Ở đây nhá, để lấy đồ ăn cho nhé. Đây, đây là cái đồ ăn cho con rùa các bạn ạ. À, hôm nọ mình có đi đánh ít cá thì mình vẫn để dành đến hôm nay. Đây, hôm nay là còn cái chỗ cá cuối cùng. Cái cá này là mình vừa cho cò, cho rùa, rồi là cho chim nữa. Đấy, cho nên là nó tốn lắm. Từng này cá là mình chỉ cho ăn được có một lượt buổi sáng thôi. Còn nếu như cẩn thận hơn ấy, thì buổi chiều là mình vẫn phải cho chúng nó ăn thêm. Đây. Đấy. Đầu năm này thì mình không muốn ra ngoài đồng mình bắt cá. Bởi vì là thứ nhất là bận rộn, thứ hai nữa là trời nó cũng rét. Để hôm nào ấm ấm lên, khả năng mình nên mình máy hẳn cái ao đấy. Được bao nhiêu cá mình về mình để dành. Đấy, có con này thấy cá bao nó xuống ở đấy. Mấy con sáo đang gọi quế ơi đấy. Nó ăn được cả cá mà, mấy con chim của mình cho ăn cá mà. Kể cả sáo cũng vậy, mình cho ăn cá hết. Ghê, ngon ghê chưa. Ăn đi. Đây. Bọn nó không ăn đâu. Nhưng mà để nó tự là nó ăn. Cho nó ăn rồi sau mình phải cho nó ăn thêm cám. Chứ độc cá không này thì mình không đủ được. Cá rồi, ông đánh chết cái gì, ai làm gì chúng mày mà ông đánh chết. Đây cá đây. Đấy. Không biết là có phải cái lý do mình chim ăn cá mà chim nó khỏe hay không. Nhưng mà mấy con chim sáo này của mình cứ rảnh rảnh mình có cá mình lại cho chúng nó ăn. Mà chẳng bao giờ chúng nó bị ốm đâu. Xù im ở đây nhá. Nhà có khách cho nên là xù hay bị rốt. Bởi vì thả xù ra sợ xù nó cắn khách ấy. Ấy mà đấy. À đây tốt quá rồi. Ong nhỏ nhất thế giới của mình hôm nay mình đã thấy nó thò đầu ra rồi này. Ôi ngon. Thế này thì nó không phải là hỏng mà vừa rồi nó rét quá nó bị chết mất một vài con rơi dưới đất. Và những con kia nó không ra ngoài nó tìm cái ăn. Hôm nay mình đã thấy nó rất đông ở trong cái tổ này này. Ôi ngon. Thế này tí nữa mình mang cái cục này ra mình bổ làm đôi để mình kiểm tra xem bên trong cái cấu trúc tổ nó như nào và xem liệu có mật hay không. Thế nhưng mà là do nó thiếu, à quên, vì do nó rét quá nó không ra ngoài kiếm ăn được các bạn ạ. Uầy, ngon rồi, tí nữa mình bỏ lại mất phí cái tổ ong nhỏ nhất thế giới này. Đấy, à hôm nay mình định mang trứng gà đi ấp, thế nhưng mà gì nhỉ, khả năng là mình sẽ để dành cái thời gian, mình sẽ lắp một cái máy mới nên mình ấp sau, đây. Gần như đợt này nếu mà ấp ấy thì mình ấp toàn bộ là trứng gà colit này. Gà colit này của mình nó đẻ được nhiều lắm. Nhiều trứng lắm. Để mình vào mình xem là liệu được độ khoảng 3-4 chục quả không. Lẫn lộn cả mấy con gà đằng này nữa này. Cái chuồng gà này từ hôm mình cho ra đây là nó cũng đẻ được thêm nhiều lắm. Đấy, sáng nay chắc bố mình nhặt rồi. À, còn đây là cái con gà chân to mà anh Quỳnh tặng mình để thịt này. Mình để làm cảnh. Các bạn nhìn chân nó có khủng bố không? Để mình kiểm tra xem còn quả trứng nào mình nhặt nốt rồi mình vào mình kiểm tra xem là ấp một mẻ liệu có đủ máy hay không. Ở trên này không có. Chuồng này cũng không có. Thế nên hôm nay bố mình nhặt hết rồi. Ở trên này có một quả trứng nhưng mà trứng gà này là gà công nghiệp. Gà công nghiệp thì mình không ấp được.
Để mình lên nhà mình kiểm tra xem. Ủa nhiều phết này. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Đây là trứng chỉ các bạn ạ. Có cả trứng chỉ xanh nữa. Thế này được tầm khoảng 3, 40 quả. Rồi 33, 40 quả này thì sau để mình chế cái máy ấp mới. Mình ấp, còn cái máy cũ của mình bây giờ nó đang nhiều quá rồi. Mình đợt này cũng ấp thêm một ít gà gì nhỉ, mình gọi là gà chín cựa. Để cho bạn xem này, dày đặc trứng rồi, không thể nào mà ấp được vào cái máy cũ này nữa. Mình có một cái máy mới mà bên bạn chim cảnh bạn ấy gửi cho mình để mình test thử ấy. Nếu mà tốt, nó rẻ thì mình sẽ chia sẻ với các bạn để các bạn mua sau nhé. Cucu, có cái chỗ làm tổ đẹp phết nhỉ. Nó làm tổ trên vùng chuối của mình này. Đây là cái con chim cung pháp của mình, nó làm tổ ở trên này. Cái lúc nó làm ấy thì là nó chỉ có vài sợi rác thôi. Thế là mình thấy nó ít rác quá, mình có quấn thêm cho nó một ít rơm. Thế mà bây giờ nó đẻ được, lúc nãy mình xem là được 2 trứng rồi. Mà cái dòng này nó chỉ đẻ 2 trứng thôi. Đúng rồi, 2 trứng đang bắt đầu vào ấp rồi các bạn này. Quên mình đang xem chảo màu, tự nhiên lại nhớ nhầm sang cái chim cung pháp. Tưởng là nó đẻ được 3-4 trứng cơ. Trên tay mình đây đang cầm là bé chim mà hôm em Đông em mới gửi mình. Nó bị chuột cắn đấy các bạn. Nó bị gần như là cụt mất một chân. Thế nhưng mà mình chăm sóc nó thì nó cũng đã khỏe rồi. Cái chân cụt đấy thì cũng không thể làm mà lành lại đâu. Hôm nay mình muốn cho nó vào AV để cho nó xải rộng cái đôi cánh nó bay thì nó sẽ nhanh khỏe hơn và là nó được hòa nhập với lại cái đàn của nó. Đấy. Rồi ở đây nhá, cứ từ từ đừng bay vội để cho nó quen nhà quen cửa đằng sau bay sau. Tốt rồi. Cứ tưởng là mình không chữa được nó cơ bởi vì cái hôm nhận về là máu me bê bết cả. Thế mà vẫn chữa được nó đấy. Đây cái ngón chân của nó đấy các bạn nhìn. Cụt mất mấy ngón rồi đấy. Nhưng mà không sao, con chuột nó cắn ác thật. À đấy, bay rồi. Đâu, chưa chỗ đậu, chưa quen. À, đậu trên tàu lá chuối. Một chân khó đậu mà. Chưa đậu được đâu. Uầy, bay xuống dưới đất rồi. Thôi cứ bình tĩnh, làm quen dần với nhà mới. À, trời cũng đã về chiều rồi đấy, khả năng mình phải chuẩn bị đồ đạc để mà đi lên trên Phú Thọ luôn. Không thì từ đây lên đấy là hơn 100 cây, 135 cây là xa lắm đấy. Sợ đêm mình không về kịp ấy. Để mình xem là còn cái gì mình làm nốt nữa không nè. Cũng còn rất nhiều việc ấy, chắc là mình phải nhờ bố mẹ nữa rồi. Nào, mày cắn đi, cắn một cái đâu. Cắn một cái thôi, đừng cắn hai cái. Mình ngó ở trên kia thấy cái tổ quốc này nó đã bắt đầu giật cái lá tre vào rồi. Để mình xem nó đẻ trứng chưa này. À vẫn chưa. Đây cái lá tre này nó tự giật vào này. Thế là mình bắt chuột đi là cũng có tác dụng đấy các bạn ạ. Cũng vì cái con chuột hôm nọ nó quấy cái đàn chim của mình mà nó không thể nào mà xây tổ được. Ôi, nó nhảy vào nó mổ đây này. Bình tĩnh. Mình đang định lên trên Phú Thọ thì là mình ngó qua tổ chim này thấy nó kéo cái rác vào, mình cứ tưởng nó làm tổ nó đẻ rồi cơ nhưng mà nó chưa đẻ. Để nó ở đây đi. Còn mấy con chim đen đen này của mình nữa, năm nay nó đẻ được thì tốt. Thôi ở đây, nó dữ lắm, phải chạy thôi. Bảo gì chú con? Cho con một chữ ở trên một chữ ở dưới. À cho con xin một chữ ở trên một chữ ở dưới, tức là xin chữ ký chú chứ gì. Thế chú có cần viết họ tên không? Tùy chú. Thế con xin hộ ai hay là con xin của một mình con thôi? Cho chị con. À chị con đâu? Chị con ở ngoài. Thế sao không bảo chị vào đây với chú? Chú có giữ ai đâu mà, vào thoải mái mà. Đấy, để chú viết nhá. Ở dưới này nó không có cái kê, với chữ của chú nó xấu nhá. Đấy, con giữ hộ chú cái đầu này. Đây. Đấy, ở bên dưới một chữ gì? Thế, có ngay. Đây. Rồi, ok, bút đây. Bây giờ mấy anh chị em cứ ngồi đây uống nước với chú nhé. Rót nước hộ chú với để chú cho xe ra ngoài một chút. Đấy, về buổi chiều rồi thì là mọi người và các em cũng tới nhà mình chơi đông nữa. Thế nhưng mà mình phải nhờ bố mẹ tiếp hộ mình hết. Mình sẽ cho xe ra ngoài để chuẩn bị coi như là lên đường đi Phú Thọ. Mình sẽ đi trong buổi chiều hôm nay. Và cái đoạn video này mình sẽ đăng trước. Nó hơi ngắn một tí nhưng mà các bạn thông cảm bởi vì ngày Tết ấy, thì mọi người tới nhà mình chơi đông. Mình phải dành thời gian tiếp khách cho nên là không quay được video nhiều. Đấy, mình muốn đi tối này ấy, thì đi chiều này ấy, thì nên đến nơi là tối. Thì sau đó là mình từ Phú Thọ mà lấy được tinh lợn ấy, lấy được giống lợn này xong mình về trong đêm thì nó đường sẽ vắng hơn. Đấy, bây giờ mình sẽ cho xe ra ngoài đã. Rồi là lên ghép video rồi sau đó là mình đi luôn. Hôm nay đi cùng mình thì là có anh Hiệp với lại em Nhân.